dùng gậy sắt đâm xuất vợ rồi hỏa táng, sát nhân quỳ gối khóc nức nở, xin tha thứ. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT, tiểu sử từ tù giang hồ người nổi tiếng, xích mích vợ chồng, chồng dùng gậy sắt đâm xuất vợ. Vụ án đã gây nên cơn bão dư luận vào năm 2019 bởi tính tiết dã man cùng cách thức phi tang đầy man dợ của người chồng đối với vợ mình. Biết rằng trong cuộc sống vợ chồng chuyện xảy ra những mâu thuẫn tranh cãi là điều không tránh khỏi. Và nếu như các gia đình khác sẽ chọn cách là vợ chồng đóng cửa bảo nhau thì gia đình này lại là một tấn bi kịch đau lòng. Không nói được bạc lời, người chồng trực tiếp hành sự với chính người vợ của mình và kết cục khiến ai nấy cũng phải sợn gai ốc. Danh tính hung thủ trong vụ án lần này là Lương Hoàng Vũ, sinh năm 1988, quê quán tổ 1, thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Sự mất tích bất thường. Vào một buổi sáng bình yên giữa tháng 5 năm 2019, trong lúc người dân xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng đang thức dậy chuẩn bị cho một ngày mới, thì công an huyện Đơn Dương nhận được một cuộc gọi từ một người phụ nữ báo con gái của bà đã mất tích gần 3 ngày nay. Nhận được tin báo, công an huyện Đơn Dương đã gọi bà đến để làm việc và hỏi các thông tin chi tiết. Qua điều tra ban đầu thì người con gái bị mất tích này được xác định là chị Nguyễn Thị Kim Hồng, sinh năm 1993, quê quán tổ 1, thôn Lạc Lâm Làng, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Theo như tin trình báo, chị Hồng đã có gia đình và hiện chị đang sinh sống cùng với chồng và hai con của mình. Từ khuya ngày 8 tháng 5 năm 2019 đến rạng sáng ngày 10 tháng 5 năm 2019, bà không thấy con gái. Bà cũng không liên lạc qua điện thoại được. Cũng trong chiều ngày 9 tháng 5 năm 2019, do điện thoại cho con gái nhưng không liên lạc được, mẹ chị Hồng đã đến nhà hai vợ chồng nhưng anh Vũ nói không biết vợ đi đâu. Biết chuyện thời gian gần đây giữa con gái và con rể thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau, linh cảm có chuyện chẳng lành, và lúc 5 giờ 45 phút ngày 10 tháng 5 năm 2019, người mẹ đã quyết định đến công an huyện Đơn Dương trình báo sự mất tích của con gái. Sau khi có được thông tin, công an huyện Đơn Dương đã đến nhà của hai vợ chồng chị Hồng để tìm hiểu, thì thấy cổng nhà chị bị khóa ngoài. Kiểm tra camera thì thấy anh Vũ lấy ô tô biển kiểm soát 49A250XX, chở hai con gái sinh năm 2015 và 2012 đi đâu không rõ, gọi điện thoại thì tắt máy. Lúc này công an liên hệ với anh Lương Hoàng Đạt, anh trai của Lương Hoàng Vũ, cùng chú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Khi anh trai của Vũ gọi điện hỏi vợ đâu thì Vũ trả lời không biết, nói đang ở đâu thì Vũ nói hai con đi tắm biển, nhưng không nói rõ là biển nào. Đến 14 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2019, anh trai Vũ liên lạc tại gặng hỏi tung tích của chị Hồng thì Vũ chỉ nói ngắn gọn, xử rồi, bỏ ở nhà kho, chứa nông sản. Đây là nhà kho của bố mẹ Lương Hoàng Vũ. Bố mẹ Vũ lúc này đang đi du lịch nước ngoài, nhà kho cách nhà Vũ khoảng 100m. Khi người nhà mở cửa kho thì thấy chị Hồng đã bị thiêu thành tro gần hết. Xác định đây là án mạng nghiêm trọng, công an huyện Đơn Dương đã nhanh chóng báo tin lên công an tỉnh Lâm Đồng. Nhận được tin báo, ngay trong ngày hôm đó, công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra và khám nghiệm pháp y. Do nạn nhân đã bị tẩm xăng đốt cháy trong thời gian dài nên đã bị thiêu cháy gần hết. Cơ quan chức năng đã bàn giao phần còn lại cho gia đình để đưa về lo hậu sự. Cùng lúc đó, anh trai của Vũ đã liên hệ lại khuyên giải Lương Hoàng Vũ ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Vũ đồng ý sau khi đưa con về sẽ ra đầu thú. Tối ngày 10 tháng 5 năm 2019, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Đơn Dương xác định Vũ đang ở thành phố Phan Thiết nên phối hợp với công an Phan Thiết xác định nơi ở của ba cha con Vũ. Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, công an tỉnh Lâm Đồng cho biết việc bắt giữ khẩn cấp Lương Hoàng Vũ tại địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh, Lâm Đồng. Sát nhân bật khóc nức nở. Những ngày giữa tháng năm ấy, tại làng quê vốn yên bình của xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, đầu đầu cũng nghe xôn xao về sự ra đi đầy thương tâm của chị Nguyễn Thị Kim Hồng. Chuyện cơm không lành canh chẳng ngọt của đôi vợ chồng trẻ này thì hàng xóm hai bên gia đình nội ngoại ai cũng biết. Thậm chí cách đây mấy năm, cả hai đã từng nộp đơn đưa nhau ra tòa xin được ly hôn sau những mâu thuẫn, xích mích ngày càng căng thẳng. Nhưng rồi được sự động viên của hai bên gia đình, chính quyền địa phương, đôi vợ chồng đã làm lành tiếp tục trở về sống với nhau, nuôi dạy hai con nhỏ. Trước đây anh Vũ làm nghề tài xế chạy xe tải chuyên chở nông sản, nhưng nay mua được xe ô tô con và chuyển sang chạy hợp đồng chở khách đi du lịch. Chị Hồng ở nhà chăm sóc hai con nhỏ và cho vay nóng. Được cha mẹ để lại nhiều tài sản và tu chí làm ăn, nên kinh tế của vợ chồng anh Vũ có thể coi là khá giả so với bạn bè cùng trang lứa trong vùng. Họ có một căn nhà cấp 4 rộng rãi với nhiều phòng, mặt tiền quốc lộ 27 kéo dài hơn 10m. Căn nhà này chính là nơi đã xảy ra vụ án gây rúng động làng quê xưa nay vốn bình yên những ngày qua.
Trước ngày xảy ra vụ án mạng, thỉnh thoảng hàng xóm lại thấy vợ chồng anh Vũ cãi vã to tiếng. Vào đêm xảy ra vụ án, tất cả đều không ai hay biết, cũng không nghe tiếng la mắng nhau của hai vợ chồng. Chỉ tới khi công an tới làm việc, phong tỏa hiện trường, vụ án để phục vụ công tác điều tra. Nhưng gia đình kề đó mới giật mình, hay biết đã có án mạng kinh hoàng xảy ra trong ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ. Theo lời khai của Lương Hoàng Vũ, vào khoảng 23 giờ ngày 8 tháng 5 năm 2019, sau khi đi nhậu với bạn bè về, Vũ bị nạn nhân cằn nhằn và có lời lẽ xúc phạm đến cha mẹ nên qua phòng các con ngủ. Một lúc sau Vũ sang phòng thì thấy nạn nhân đang cầm điện thoại nhắn tin nên đòi xem điện thoại, nhưng nạn nhân tắt máy. Vũ liền vung tay dằn mặt vợ và bị nạn nhân đáp lại. Trong lúc không kiềm chế, Vũ ra ngoài lấy thanh sắt, nhân lúc nạn nhân đi xuống bếp uống nước không đề phòng, Vũ tác động mạnh hai nhát vào vùng trọng hiểm của nạn nhân, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó hắn đưa người vợ vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ, rồi dùng ba chiếc áo mưa cùng tấm bạt quấn chặt, sau đó dùng chiếc lều xông hơi bọc lại để trong góc nhà. Ngày 9 tháng 5 năm 2019, Vũ lái xe ô tô của gia đình đi mua 10 lít xăng. Đến 13 giờ 30 phút cùng ngày, nhân lúc trời đổ mưa, hắn dùng xe ô tô chở chị Hồng đến nhà kho chứa nông sản của cha mẹ ruột cách đó khoảng 100 mét. Tại đây, Vũ bỏ nạn nhân vào lò rồi đậy kín nắp. Thời gian này, cha mẹ Vũ đi du lịch ở nước ngoài nên không ai biết sự việc xảy ra. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 10 tháng 5 năm 2019, Vũ đánh thức hai con dậy để đi tắm biển. Khi lái xe tới nhà bố mẹ ruột, Vũ dừng xe đi vào trong rồi đổ xăng vào thùng phi, tiếp tục châm lửa đốt chính người vợ của mình. Khoảng 7 phút sau, Vũ tiếp tục chở con đi tắm biển ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Do thùng phi đã đậy nắp nên lửa gặp xăng không bùng phát lên được mà âm ỉ cháy bên trong. Vào thời điểm trên, một gia đình sinh sống sát đó phát hiện ra mùi khét. Gia chủ thức dậy bật đèn kiểm tra trong nhà và xung quanh bên ngoài nhưng không phát hiện điều gì nên tiếp tục quay vào nhà ngủ. Dọc đường đi do quá buồn ngủ nên Vũ dừng lại ở thị trấn Di Linh cùng các con ngủ trên xe ô tô, sau đó tiếp tục lên đường xuống tỉnh Bình Thuận. Theo lời Vũ, trước đó đã hứa với các con là hè sẽ đưa đi tắm biển nên sau khi sát hại vợ, sợ không còn cơ hội thực hiện, Vũ liền đưa các con đi chơi lần cuối. Thượng tá Hồ Quang Chánh, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đơn Dương cho biết, trong quá trình lấy lời khai, ban đầu, Vũ thành khẩn khai báo và hợp tác tốt với cơ quan điều tra. Ngoài ra, Vũ còn đã chủ động cho anh trai biết vị trí phi tang vợ. Ngày 11 tháng 5 năm 2019, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đơn Dương đưa Lương Hoàng Vũ tới nơi xảy ra vụ án mạng và vị trí nạn nhân để dựng lại hiện trường vụ án, phục vụ công tác điều tra. Đến ngày 12 tháng 5 năm 2019, Vũ tiếp tục khai nhận thêm. Đêm ngày 8 tháng 5 năm 2019, sau khi tiễn vợ với cú trời giáng bằng gậy sắt, thấy huyết chảy nhiều trên nền nhà nên Vũ đã lấy khăn lau sạch để xóa dấu tích. Chính trong đêm đó, sau khi gây án, Vũ cũng khai nhận rằng trằn trọc không ngủ được lo sợ vụ việc bị bại lộ, nên sáng hôm sau đã đến nhà kho của bố mẹ tìm cách phi tang. Những chiếc khăn áo dùng để lau vết tích, Vũ cũng đã giặt sạch nhưng do trời mưa nên vẫn chưa kịp phơi. Ngoài ra chiều 9 tháng 5, Vũ vẫn làm cơm mời anh em trong gia đình đến nhà ăn, như chưa có chuyện gì xảy ra. Trong lúc khai nhận tội ác của mình, khi nhắc đến hai con, đối tượng này ôm đầu rồi bật khóc nức nở. Thế nhưng những giọt nước mắt này giờ đây đã quá muộn màng với kẻ mắc trọng tội như Lương Hoàng Vũ. Ngày 15 tháng 5 năm 2019, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lương Hoàng Vũ, trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng để điều tra về hành vi sát hại người. Quỳ gối xin tha thứ. Mâu thuẫn vợ chồng họ đã âm ỉ từ lâu nhưng không được giải quyết, để rồi trong lần đi nhậu về tiếp tục xảy ra cãi nhau. Người chồng đã ra tay sát hại vợ rồi phi tang. Tại phiên tòa, gia đình người vợ xấu số đã xin pháp luật tha thứ để bị cáo được thoát án tử. Phiên tòa ấm áp tình người đã phần nào xóa giải được những mâu thuẫn, xoa dịu nỗi đau. Sáng 18 tháng 2 năm 2020, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã mở phiên tòa hình sự xét xử bị cáo Lương Hoàng Vũ về hành vi vô nhân tính đã làm với vợ của mình. Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Vũ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vũ tỏ ra ân hận, nhiều lần khóc, thậm chí hướng về phía cha mẹ nạn nhân quỳ xuống xin tha lỗi. Vũ cũng nhiều lần xin lỗi cha mẹ ruột vì đã để xảy ra thảm kịch đau lòng này. Khi được nói lời sau cùng, trước khi hội đồng xét xử nghị án, Vũ mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sau này được trở về lo cho các con, sửa chữa tội lỗi và làm lại cuộc đời. Dù lúc này những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi đã rơi xuống trên gương mặt của kẻ sát nhân, nhưng tất cả đã quá muộn. Giờ đây một bản án nghiêm khắc đang chờ Lương Hoàng Vũ.
Cũng tại phiên tòa, khi hội đồng xét xử đề nghị cha mẹ ruột của nạn nhân có ý kiến, mẹ nạn nhân đã nói dù rất giận con rể vì đã gây ra sự ra đi đau đớn cho con gái họ, nhưng vì hai đứa cháu ngoại còn quá nhỏ, sinh năm 2012 và 2015, nên xin tòa xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Vũ để bị cáo có ngày trở về với các con. Gần một năm trôi qua nhưng người mẹ mất con vẫn không thôi đau đớn, khóc ngất tại phiên tòa khi nghe hội đồng xét xử luận tội của bị cáo. Và khi chủ tọa phiên tòa tuyên án, cha ruột của nạn nhân chỉ buồn bã, im lặng, không nói gì. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử nhận định hành vi của Vũ có tính chất nguy hiểm khi thực hiện xâm phạm đến tính mạng của người khác và tình hình trật tự chung cần có phải trừng trị nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã ăn năn hối cải, đại diện của gia đình bị hại cũng mong muốn giảm nhẹ hình phạt. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lương Hoàng Vũ tù chung thân. Về trách nhiệm dân sự, phía cha mẹ của bị cáo Vũ đã thay con khắc phục hậu quả, bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 350 triệu đồng. Ngoài ra, ông bà nội cũng lập di chúc cho hai đứa con của Vũ, trao tài sản là một căn nhà cho các cháu. Được biết, sau khi Vũ bị cơ quan điều tra khởi tố bắt giam, cha mẹ nạn nhân đã đưa hai cháu ngoại về nuôi dưỡng. Tại phiên tòa hôm ấy, đại diện gia đình bị hại không yêu cầu gì thêm. Mâu thuẫn vợ chồng đã đẩy lên thành một vụ án mạng đầy thương tâm, đẩy hai cuộc đời sang một kết cục không ai mong muốn. Và những vụ án như thế này không phải là ít. Qua các phương tiện truyền thông, người ta không khỏi bàng hoàng khi thực trạng chồng sát hại vợ, vợ sát hại chồng với nhiều nguyên nhân và mức độ dã man khác nhau, diễn ra ngày càng nhiều. Thiết nghĩ giải pháp căn cơ cho vấn nạn bạo hành hôn nhân, bạo lực gia đình dẫn đến đăng xuất lẫn nhau, trước hết vẫn là ở con người. Phải tự hoàn thiện mình bằng sự tu dưỡng đạo đức, hướng thiện. Khi người ta nhận thức rõ về cái ác, sợ hãi về điều ác, thì mới có thể chùn tay. Trong hôn nhân, chữ duyên có vai trò quan trọng. Tình duyên, duyên nợ, duyên phận. Còn duyên thì là vợ chồng, hết duyên thì là bạn bè. Không duyên không nợ thì là người dưng. Quyết không ôm thù hận. Và mỗi người khi chúng ta sống, nếu biết rèn luyện đức nhẫn, thì sẽ tránh được những va chạm có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Trong cuộc sống vợ chồng, chắc chắn sẽ có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nhưng phải đủ tỉnh táo để nghĩ phương án giải quyết. Vợ chồng nhường nhịn nhau mỗi người một tí, đóng cửa bảo nhau để tránh gây ra những kết cục đau lòng. Đặc biệt là những đứa con ngây dại, cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Lương Hoàng Vũ sau khi phi tang người đầu ấp tay gối với mình, hắn đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt hối hận. Nhưng không còn kịp nữa. Nếu sau này hai đứa con của hắn lớn lên, biết được chuyện động trời này thì sẽ suy sụp ra sao? Vừa đau đớn vì bố chính là hung thủ sát hại mẹ, vừa tủi nhục với bạn bè làng xóm. Vết nhơ suốt cuộc đời không xóa sạch. Còn các bạn có suy ngẫm gì về vụ án trên? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử giang hồ, tử tù hay người nổi tiếng nào? Cùng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ, tử tù, người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.